Chào các em. Sau khi chúng ta đã xem qua clip hướng dẫn về cách hạch toán đối với thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và chúng ta đã nhận diện được sự khác biệt giữa chênh lệch tạm thời chịu thuế được ghi nhận trên tài khoản 347 và chênh lệch tạm thời được khấu trừ được ghi nhận trên tài khoản 243. Thì hôm nay trong clip này thì thầy sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta giải một cái bài tập có liên quan đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Chúng ta tham khảo cái nội dung của bài tập này trên màn hình. Thì trên màn hình thì chúng ta có thông tin đó là trong năm N thì công ty ABC nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 20%. Và công ty ABC đã xác định cái lợi nhuận kế toán trước thuế của năm N đó là 120.000 đồng. Và trong năm thì có phát sinh các cái tài liệu có liên quan đến việc xác định chi phí thuế hiện hành cũng như là chi phí thuế hoãn lại. Các em có thể dành ít phút đọc lướt qua các tài liệu phát sinh trong năm N. Thì các cái số liệu phát sinh trong năm N nó sẽ có các số liệu sau. Thứ nhất đó là chi phí không có chứng từ theo hóa đơn theo quy định. Thì chúng ta đã nắm trong cái phần lý thuyết thì cái khoản chi phí mà không có chứng từ hóa đơn theo quy định đó, thì được xếp là cái khoản chênh lệch không tạo ra chênh lệch tạm thời và chúng ta sẽ phải điều chỉnh vào cái lợi nhuận kế toán trước thuế để từ đó chúng ta tính ra cái thu nhập tính thuế cho doanh nghiệp. Và đối với khoản chi phí không có chứng từ hóa đơn theo quy định đó, thì chúng ta đã ghi nhận vào chi phí trong cái lợi nhuận kế toán trước thuế. Nhưng mà đây là khoản chi phí không hợp lý và do vậy chúng ta sẽ phải loại trừ ra. Và như vậy thì loại trừ một khoản chi phí thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách là chúng ta sẽ chỉnh là dấu cộng. Cho nên là cái số 6.000 đồng về chi phí không có chứng từ hóa đơn theo quy định thì dấu điều chỉnh nó sẽ là cộng 6.000. Thứ hai đó là cái lợi nhuận được chia từ góp vốn vào đơn vị khác 8.000 đồng. Thì cái lợi nhuận này đó thì nếu các bạn còn nhớ thì chúng ta hạch toán thì chúng ta sẽ ghi bút toán là nợ, ví dụ như là nợ tiền và có tài khoản năm một năm. Và như vậy thì năm một năm là nó được ghi nhận vào chỉ tiêu là chi phí doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo kết của hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì chúng ta phải cái khoản lợi nhuận được chia từ hoạt động của liên doanh đó thì không được tính vào cái thu nhập tính thuế và như vậy chúng ta sẽ phải điều chỉnh loại trừ ra. Và để điều chỉnh loại trừ một cái khoản doanh thu thu nhập thì dấu điều chỉnh của chúng ta sẽ là dấu trừ. Và như vậy thì đây chúng ta sẽ có là trừ 8.000. Đó là hai khoản. Thứ nhất, cái khoản chi phí không có chứng từ hóa đơn và lợi nhuận được chia từ việc góp vốn vào đơn vị khác. Ngoài ra thì trong năm N thì chúng ta còn có hai cái nội dung, đó là cái chênh lệch về thời gian chiết khấu hao. Và ở đây thì thời gian khấu hao của kế toán là theo như trong trong ví dụ này là kế toán chiết khấu hao trong 2 năm và thuế là trong 3 năm. Thì nếu chúng ta còn nhớ thì đây là cái trường hợp dẫn đến tạo ra cái chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Thứ hai là cái việc là trích lập về dự phòng sửa chữa lớn trong năm N và dự kiến thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc sửa chữa lớn ở năm tiếp theo, năm N cộng 1. Như vậy thì chúng ta đã nhận diện được trong phần lý thuyết thì cái trường hợp này là trường hợp dẫn đến nó phát sinh cái khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Như vậy thì trên bảng là cái phần phân tích và như vậy thì các bạn thấy là các cái số liệu mà thầy bôi highlight màu vàng thì nó tạo ra chênh lệch, không tạo ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán và chúng ta phải điều chỉnh để xác định cái thu nhập tính thuế. Còn hai cái trường hợp mà thầy bôi highlight màu xanh thì đây là những trường hợp dẫn đến việc nó sẽ tạo ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và cái này chúng ta sẽ ghi nhận vào tài khoản 8212 chi phí thuế hoãn lại. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng 8212 thì chúng ta sẽ phải xác định là ở đây chúng ta sẽ ghi nhận nó vào là tài sản thuế hoãn lại 243 hay là thuế thu nhập hoãn lại phải trả 347, thì chúng ta sẽ phân tích tiếp ở phần tiếp theo của ví dụ này. Yêu cầu của cái bài tập này thì các bạn sẽ phải thứ nhất là xác định chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế.
Thứ hai là sau khi chúng ta xác định được các khoản chênh lệch này thì chúng ta sẽ tính ra cái thu nhập tính thuế, xác định cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 8211 và chi phí thuế hoãn lại 8212. Và một cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải đưa các số liệu có liên quan vào các chỉ tiêu mã số 50, 51, 52 và 60 trên báo cáo kết quả hoạt động. Thì cái việc mà chúng ta đưa các cái số liệu vào các cái chỉ tiêu này thì chúng ta cũng thường hay làm sai khi chúng ta giảm cái bài tập về cái phần kế toán thuế hoãn lại, các bạn lưu ý. Bây giờ sau khi chúng ta đã phân tích xong thì chúng ta thấy là cái chênh lệch về trích trước chi phí sửa chữa lớn và chênh lệch về thời gian khấu hao tài sản cố định là nó tạo ra cái chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và như vậy thì khi mà chúng ta đã xác định đây là chênh lệch tạm thời thì chúng ta sẽ phải lập ra cái bảng so sánh cái chênh lệch về chi phí về doanh thu giữa thuế và kế toán, từ đó chúng ta xác định cái số chênh lệch của từng từng năm. Và chúng ta lưu ý là trong bài tập này thì chúng ta đang đứng ở năm N, trong năm N, các bạn chú ý ha. Và cái chênh lệch về thời gian khấu hao thì nó hơi khác so với các cái bài tập khác, là ở đây là cái tài sản cố định A đó, là chúng ta không phải là mua và đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm N trừ 2, mà chúng ta mua và sử dụng từ đầu tháng 7 năm N trừ 2, có nghĩa là cái thời gian chúng ta đưa vào sử dụng trong năm N trừ 2 đó là nó chỉ có 6 tháng, các bạn lưu ý. Thì căn cứ vào những cái vấn đề mà chúng ta vừa phân tích thì thầy lập ra cái bảng so sánh chênh lệch về chi phí giữa thuế và kế toán trong hai trường hợp. Thứ nhất đó là chênh lệch về chi phí khấu hao, và thứ hai là chênh lệch về chi phí trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. Thì chúng ta sẽ lập ra cái bảng so sánh chênh lệch giữa thuế và kế toán. Đầu tiên mình nhìn vào cái bảng chênh lệch về chi phí khấu hao. Thì như vậy thì cái chênh lệch về chi phí khấu hao này đó, thì mặc dù là kế toán là trích khấu hao trong 2 năm và thuế là 3 năm, nhưng mà các bạn lưu ý ở đây á, là ở năm N trừ 2 đó là kế toán mua và đưa vào sử dụng cái tài sản này á, vào ngày 1 tháng 7 năm N trừ 2. Và do vậy là khi phân tích thì bạn thấy là ở đây là nó liên quan đến 4 năm: N trừ 2, N trừ 1, N và năm N cộng 1. Và cái năm mà chúng ta đang đứng để chúng ta so sánh và chúng ta làm bài tập á, là năm N. Các bạn có thể tự lập và đối chiếu cái số liệu về cái chênh lệch chi phí khấu hao của tài sản cố định. Bây giờ sau khi chúng ta đã lập xong mà chúng ta thấy là như vậy thì trong năm N đó thì cái chênh lệch về chi phí khấu hao đó thì theo kế toán thì trong năm N thì kế toán sẽ tính và trích khấu hao là 9.000. Nhưng mà theo thuế đó thì cái khấu hao trong năm N đó nó sẽ là 12.000. Và như vậy thì chênh lệch giữa kế toán và thuế thì nếu chúng ta lấy cái dòng 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 chi phí theo kế toán trừ cái phần chi phí khấu hao theo thuế thì nó sẽ là âm 3.000. Ở đây thì chúng ta đã nghiên cứu trong phần lý thuyết thì chúng ta nhìn vào cái số trên chênh lệch giữa về chi phí khấu hao giữa thuế và kế toán thì chúng ta thấy là ở đây nó chia làm hai trường hợp, và cái năm N đó thì nó nằm ở giai đoạn thứ thứ hai. Như vậy thì nằm ở giai đoạn thứ hai là khi dốc chênh lệch thay đổi thì chúng ta còn nhớ trong phần lý thuyết thì chúng ta sẽ ghi bút toán là hoàn hoàn nhập. Và cái tình huống chênh lệch về chi phí khấu hao mà thời gian khấu hao của kế toán nhanh hơn thuế, ở đây là kế toán trích khấu hao trong 2 năm và thuế là 3 năm, là cái trường hợp chúng ta sử dụng cái tài khoản 243 tài sản thuế hoãn lại. Và như vậy thì từ cái bảng phân tích này thì chúng ta sẽ nhận diện được cái tài khoản mà chúng ta ghi nhận ở đây là 243, và chúng ta cũng nhận diện được cái bút toán mà chúng ta sẽ hạch toán ở đây. Ở đây là bút toán hoàn hoàn nhập. Và do vậy thì chúng ta dựa vào cái phân tích thì các bạn sẽ có thể tự xác định là như vậy thì trong năm N thì bút toán ghi nhận chúng ta đây á, đối với cái phần chênh lệch về chi phí khấu hao sẽ là bút toán nợ 8212. Và chúng ta sẽ ghi có tài khoản 243. Rồi, chúng ta cũng phân tích tương tự về chênh lệch về chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định. Thì nếu các bạn đã xem qua cái clip hướng dẫn của thầy về cái việc nhận diện các cái khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán
Thì cái trường hợp là chênh lệch về chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định, thì đây là một trong các dạng chênh lệch mà chúng ta sử dụng cái tài khoản tài sản thuế hoãn lại. Thứ hai là nhìn vào cái dòng chênh lệch thì bạn thấy là 5N đó là nó nằm trong cái giai đoạn đầu, và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là bút toán hoãn lại, và như vậy thì chúng ta sẽ có bút toán đây là nợ tài khoản 243 và có tài khoản 8212. Và tất nhiên là cái số tiền của bút toán chênh lệch này của cái bút toán hoãn lại hoặc là hàng nhập chính là cái số tiền trên chênh lệch và chúng ta nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Về nhận diện cái dấu điều chỉnh thì ở đối với cái phần chênh lệch về chi phí khấu hao thì các bạn thấy là trong 5N thì kế toán trích khấu hao với số tiền là 9.000, nhưng mà khi xác định thu nhập tính thuế thì chúng ta cần phải xác định cái chi phí khấu hao là 12.000. Như vậy là chúng ta sẽ phải điều chỉnh tăng chi phí khấu hao từ 9.000 lên 12.000. Và với việc điều chỉnh tăng chi phí như vậy thì nó sẽ làm cho cái thu nhập tính thuế nó thấp hơn so với lợi nhuận kế toán trước thuế. Và như vậy thì cái dấu điều chỉnh ở trong cái trường hợp này ở 5N thì nó sẽ là dấu trừ trừ 3.000. Tương tự chúng ta cũng phân tích về cái chênh lệch về chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định, thì trong 5N thì kế toán trích trước và tính vào chi phí là 5.000, nhưng mà cái nghiệp vụ sửa chữa lớn chưa phát sinh và như vậy thì không có chứng từ để diễn giải, và như vậy thì khi chúng ta xác định thu nhập tính thuế thì chúng ta phải loại cái số chi phí 5.000 này ra khỏi cái phần lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập tính thuế. Và việc chúng ta loại trừ chi phí thì nó sẽ làm cho thu nhập tính thuế cao hơn so với lợi nhuận kế toán trước thuế. Và như vậy thì cái dấu số tiền chênh lệch 5.000 này thì cái dấu điều chỉnh khi chúng ta xác định cái thu nhập tính thuế thì nó sẽ là dấu cộng cộng 5.000. Như vậy thì sau khi chúng ta đã phân tích các cái khoản chênh lệch tạm thời và vĩnh viễn thì và chúng ta đã xác định được các cái dấu điều chỉnh tăng và giảm thì chúng ta sẽ ráp vào để chúng ta tính ra cái thu nhập tính thuế. Và như vậy bạn thấy trên màn hình thì với cái lợi nhuận kế toán trước thuế là 120.000 thì chúng ta sẽ điều chỉnh thứ nhất là cộng thêm 6.000 về các khoản chi phí không có chứng từ hợp pháp và hợp lệ, trừ 8.000 đó là cái khoản thu nhập được chia bằng tiền từ việc góp vốn vào đơn vị khác. Và cái số tiền trừ 3.000 và cộng 5.000 thì nó liên quan, thứ nhất là cái số tiền trừ 3.000 thì liên quan đến cái phần chênh lệch về chi phí khấu hao, và cái số tiền cộng 5.000 là nó phát sinh từ cái chênh lệch về việc chúng ta trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. Và như vậy thì trên màn hình thì các cái dấu điều chỉnh mà trên màn hình mà thầy bôi highlight màu vàng thì đó là các dấu điều chỉnh mà chúng ta nó có liên quan đến các khoản chênh lệch không tạo ra chênh lệch tạm tạm thời. Còn các cái dấu điều chỉnh mà thầy bôi highlight màu màu xanh đó là chênh lệch phát sinh bởi các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Như vậy thì chúng ta tính được cái thu nhập tính thuế ở đây thì nó sẽ là 120.000. Và như vậy thì số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì căn cứ vào thu nhập tính thuế là 120.000, chúng ta nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% thì chúng ta tính ra là 24. Về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thì cái bút toán ghi nhận ở đây nó sẽ là bút toán là nợ 243 và có 8212, nghĩa là chúng ta sẽ ghi nhận bút toán là bút toán hoãn hoãn lại với số tiền chênh lệch giữa 1.000 và 6.600. Thì từ đâu nó có số tiền chênh lệch giữa 1.000 và 600 thì các bạn còn nhớ hồi nãy chúng ta đã phân tích. Thì đối với chênh lệch về cái chi phí khấu hao đó thì chúng ta là đang trong giai đoạn là hoàn nhập, và chúng ta sẽ ghi bút toán là nợ 8212 và có 243 20% của 3.000. Còn cái chênh lệch về trích trước chi phí sửa chữa lớn thì chúng ta đã phân tích, thì đó là cái giai đoạn chúng ta vẫn đang hoãn hoãn lại, và bút toán ghi nhận là nợ 243 và có 8212 với số tiền là chênh lệch 5.000 nhưng với thuế suất là 20%. Như vậy thì trong cái ví dụ này á, thì cái khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán được ghi nhận là tài sản thuế hoãn lại, và nó vừa có cái phần hoãn lại và vừa có cái phần hoàn hoàn nhập.
Cho nên là cái số liệu của chúng ta là chúng ta sẽ phải bù trừ giữa cái số hoãn lại và số hoàn nhập. Ở đây chúng ta thấy là cái số hoãn lại của chúng ta đó bút toán là nợ 243 và có 8212 là 1000, trong khi cái số hoàn nhập của chúng ta bút toán là nợ 8212 và có 243 là 6600, thì chênh lệch giữa cái số hoãn lại 1000 nó lớn hơn so với cái số hoàn nhập là 600, nên bút toán chúng ta thể hiện ở đây á, là bút toán trên chênh lệch, số tiền chênh lệch chúng ta ghi nhận theo nguyên tắc là bù trừ. Như vậy thì sau khi chúng ta đã xác định được cái thuế thu nhập hiện hành 8211 là 24.000 và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 8212 là 4.400, thì chúng ta sẽ đưa các số liệu vào cái báo cáo kết quả hoạt động. Ở đây chúng ta cần lưu ý là cái 8212 của chúng ta đó thì trong kỳ khi phát sinh đó, là chúng ta phát sinh ở phần bên có, và như vậy thì khi chúng ta lên báo cáo cái hoạt động thì chúng ta phải ghi số âm. Đây là một cái điểm mà các bạn cũng thường hay hay sai khi làm bài. Chúng ta đưa số liệu vào. Như vậy thì khi chúng ta đưa số liệu vào thì chúng ta có là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế dòng mã số 50 là 120.000. Chỉ tiêu mã số 51 chi phí thuế hiện hành thì chúng ta lấy từ cái số phát sinh của tài khoản 8211 mà phát sinh nằm bên nợ, nên chúng ta sẽ ghi đây là 24.000. Chỉ tiêu mã số 52 chi phí thuế hoãn lại được lấy từ số phát sinh bên có của tài khoản 8212 4.400. Và do là lấy từ phát sinh bên có cho nên là khi chúng ta đưa số liệu vào cái báo cáo thì chúng ta sẽ phải ghi số âm. Và như vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ lấy chỉ tiêu 50 trừ 51 trừ 52 và chúng ta sẽ có chỉ tiêu mã số 60, đó là lợi nhuận kế toán sau thuế là 96.400. Thì như vậy thì chúng ta cộng cái số tiền của hai chỉ tiêu mã số 51 và 52 lại thì chúng ta sẽ có tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm N, thì cái số tiền đó chính là chênh lệch giữa dương 24.000 và âm 4.400, thì nó chính là cái số tiền 23.600 đồng. Bây giờ khi chúng ta làm một cái bài tập về kế toán thuế hoãn lại thì làm sao chúng ta có thể kiểm tra được là chúng ta đã làm ra chính xác hay không? Thì để kiểm tra chúng ta làm ra có chính xác hay không, các bạn quay lại cái công thức mà chúng ta tính cái phần là thu nhập tính tính thuế. Thì trong cái phần nhập tính thuế thì nhắc lại là các cái số liệu mà thầy Bo highlight màu vàng đó là các khoản chênh lệch không tạo ra chênh lệch tạm tạm thời, cụ thể là cộng 6.000 và trừ 8.000. Các cái số liệu mà thầy Bo highlight màu xanh đó là chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Thì một cái nguyên tắc mà thầy cũng đã có lưu ý trong cái clip hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì cái chi phí thuế của chúng ta thì nó sẽ luôn luôn bằng cái lợi nhuận kế toán trước thuế điều chỉnh các khoản chênh lệch không tạo ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán. Và như vậy thì để kiểm tra chúng ta làm đúng hay sai thì các bạn sẽ lấy số liệu sau. Các bạn sẽ lấy lợi nhuận kế toán trước thuế điều chỉnh các khoản chênh lệch không tạo ra chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán và chúng ta nhân với thuế suất 20%. Thì như vậy thì các bạn sẽ cộng trừ và chúng ta nhân với thuế suất 20%. Thì các bạn thấy là cái con số cuối cùng nó cũng bằng đúng 23.600 đồng. Thì như vậy thì để các bạn có thể kiểm tra cái việc chúng ta phân tích một cái bài tập về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta làm đúng hay sai thì các bạn lưu ý là hai số này nó phải khớp với nhau. Đây, cách tính, cách chúng ta kiểm tra. Thì đó là cái một cái tình huống mà thầy đưa ra để giúp các em có thể nắm được cách chúng ta giải một cái bài tập về phần kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. À, chào các em.